Xin chào quý chị và các bạn, thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một chiếc xe siêu phẩm trong group xe hạng C, đó là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản L-Line. Đó, anh chị có thể thấy là vẻ bề ngoài của chiếc xe toát lên vẻ thể thao cực kỳ là cá tính, đầu xe rất là đẹp. Chiếc xe có chiều dài cụ thể là 4m675, chiều rộng là 1m825 và chiều cao là 1m440. Được trang bị động cơ 1.6 turbo với công suất cực đại là 204 mã lực. Có mô men xoắn cũng rất là tốt, 256 Newton mét ở vòng tua là 4.500 vòng trên phút. Thì chiếc xe đã có mặt tại Hyundai Bắc Ninh với tông sơn màu trắng tạo lên vẻ ngoài thể thao kết hợp những cái điểm đen liền mạch. Đó, chiếc xe anh chị có thể thấy rất là thể thao và cá tính. Chiếc xe này sẽ phù hợp với những anh chị nào thích yêu thể thao này, yêu sự mạnh mẽ và nó rất là điệu đà. Đó, thiết kế rất là đẹp với tông màu nội thất chủ đạo là màu đen chì đỏ. Cửa xe đóng rất chắc chắn. Đó. À, về giá chiếc xe này thì bên em đang bán với mức giá chỉ là 758 triệu. Vâng, lăn bánh vào chứ ngoài 800 rồi. Sẽ tùy theo vùng vị trí địa lý cũng như là tùy từng nơi áp thuế khác nhau mà cái giá lăn bánh nó sẽ khác nhau ạ. Thì quý anh chị xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đây là chiếc xe đắt tiền nhất trong phân khúc của nhà Elantra, thì sẽ có những cái công nghệ nổi tiếng như là đèn chiếu sáng full LED này, rồi thì hệ thống ở đây chúng ta sẽ có hệ thống lễ chuyển số ở trên vô lăng, hệ thống đèn tự động, gạt mưa tự động, la răng thì của xe bên ngoài thể thao. Chúng ta sẽ có điều hòa tự động hai vùng độc lập, có thông gió và sưởi ấm cho hai hàng ghế phía trước, có sạc không dây chuẩn quy, rồi có cần số L-Line thể thao, phanh tay điện tử auto hold vân vân. Đó, ghế của xe thì thiết kế ôm rất là đẹp, ôm bó sát. Chiếc xe này mà đi với tốc độ trên đường cao tốc thì nó cảm giác rất là feeling. Đó, rất tuyệt vời. Chế độ lái của xe thì cũng có 4 chế độ lái. Chế độ lái Eco, chế độ lái Normal, chế độ lái Sport và chế độ lái Smart. Đấy, anh chị có thấy là la răng của xe này. La răng của xe rất đẹp. Phay thể thao. Hàng ghế sau của xe thì anh chị có thể thấy là rất là rộng. Hàng ghế sau của xe rộng vì chiếc xe được trang bị với cái chiều dài cơ sở rất là tốt. Chiều dài cơ sở của xe lên đến 2m720. Vâng, một chiều dài cơ sở hơn rất là nhiều so với các phân khúc cùng đối thủ, rộng hơn, dài hơn Cerato này, rồi hơn Mazda 3, hơn Civic. Độ ngả lưng ghế rất là tốt, chiếc xe này vừa rộng, rất là rộng này, độ ngả lưng ghế tốt này, lại có cửa sổ điều hòa ghế sau cho anh chị nữa. Đấy, bên em còn duy nhất một chiếc màu trắng giao ngay. Đó. Hãy cùng ngắm nhìn khoang người lái đậm chất thể thao, sang trọng và lịch lãm. Đó, cá tính. Đó, Elantra thiết kế ôm về phần người lái nhiều hơn. Về quà tặng của bên em thì Hyundai Elantra sẽ được tặng khi quý anh chị mua xe là một bộ phim cách nhiệt, một bộ trải sàn da, một bộ bọc vô lăng. Màu xe thì bên em có sẵn duy nhất một chiếc này màu trắng giao ngay. Đến phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy là cụm đèn hậu full LED này, kèm theo 4 cảm biến và camera lùi hỗ trợ. Mở cốp của Elantra cũng rất là đặc biệt, anh chị ấn vào cái nút này. Đó. Đó, cốp của xe rất là rộng. Cốp của xe là rộng mênh mông luôn. Đó, thế thì cốp nhà anh chị có thể để được một bộ gậy gốp này, rồi thì mang được rất nhiều hành lý khi anh chị đi du lịch nhá. Elantra thì nổi tiếng với vẻ ngoài thể thao và cách âm tốt, cửa rất là dày chắc chắn. Đấy, bản L-Line thì cực kỳ là cá tính. Anh chị quan tâm Elantra thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị.